Thưa quý vị, hôm nay VN Index đã tiếp tục có một phiên tăng điểm thứ hai trong tuần. Tuy nhiên, cái mốc 580 điểm vẫn là một cái mốc khó chinh phục của chỉ số này. Tuy nhiên, sàn Hà Nội thì lại có một kết quả trái chiều. Tuy nhiên, cái mốc 80 điểm thì vẫn được giữ nguyên, vẫn chưa bị vi phạm. Tuy nhiên, trong phiên ngày hôm nay tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh thì thanh khoản đã tăng gần như là đột biến đến hơn 3.500 tỷ đồng, và chúng tôi sẽ hỏi nhiều về vị chuyên gia trong phiên ngày hôm nay về thanh khoản của thị trường, và chúng tôi sẽ trò chuyện ngay sau đây với anh Ngô Anh Đức, là trưởng phòng kinh doanh của công ty chứng khoán Hoàng Gia. Xin chào anh Đức, về cái lượng thanh khoản hơn 3.500 tỷ đồng của sàn Thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay thì anh có cho rằng đây là một cái lượng thanh khoản khá là nổi bật so với những phiên trước hay không? Trong cái giá trị giao dịch hôm nay là tương đối là cao thì tôi cũng cần phải lưu ý là có khoảng hơn 800 tỷ là giá trị giao dịch thỏa thuận của Vincom. Vâng. Thành ra là tuy nhiên là về cái giá trị, cái khối lượng giao dịch hàng ngày trung bình thì nó vẫn là trên mức trung bình, là vẫn là thuộc là cái nhóm tốt. Thành ra là tôi nghĩ là hôm nay là một cái phiên chốt lời của nhà đầu tư. Và nếu mà các bạn có thể theo dõi cái diễn biến trong phiên của ngày hôm nay thì các bạn là thấy là đầu phiên chiều thì cái áp lực mà bán ra rất là lớn, mặc dù có những cái nỗ lực chinh phục để vượt qua cái mốc 580, có thể thậm chí là có lúc mà cao nhất là lên 583 mấy điểm ấy, nhưng mà sau cuối cùng là cái nỗ lực cái lực bán ra của nhà đầu tư cực mạnh, thành ra là đến phiên kết thúc thì VN Index không chinh phục nổi 580. Và anh cũng nhắc đến cổ phiếu Vincom thì chúng ta thấy rằng là cái việc tăng giá của cổ phiếu Vincom này thì nghiêng về những yếu tố cơ bản của doanh nghiệp là chính, bởi vì họ đã có những cái thông tin mở bán những cái dự án bất động sản rất là khả thi của Vincom. Như vậy thì anh có thấy những cái gì mà nó nằm ngoài cái yếu tố cơ bản của Vincom mà lại thu hút cái dòng tiền của các nhà đầu tư? Tôi nghĩ là Vincom họ thực ra là nếu mà xét về cơ cấu nợ và vốn thì họ vẫn đang thuộc dạng mức cao là khoảng gấp 3 lần. Vâng. Tuy nhiên là do Vincom có được một cái lợi thế khi mà họ làm bất động sản là họ lấy được những vị trí đất vàng. Luôn luôn là như vậy, cả ở đầu thành phố Hồ Chí Minh và cả ở đầu Hà Nội. Họ lấy được những cái dự án có vị trí là gọi như là trên cả tuyệt vời. Thành ra là trong tương lai thì những cái bất động sản mà họ bán thì bất động sản là nó chỉ có một câu nói thôi là địa điểm và địa điểm. Thành ra là trong tương lai thì Vincom sẽ vẫn là một cái cổ phiếu bất động sản dẫn đầu ngành, miễn là họ bán được hàng và miễn là họ có được những vị trí vàng để mà họ bán. Vâng, và cũng nói đến cái cổ phiếu Blue Chips thì một cái cổ phiếu trụ cột khác đóng cái vai trò kéo chỉ số lại trong phiên ngày hôm nay, đó là cổ phiếu của Masan. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái ngành hàng tiêu dùng là một cái ngành rất là được gọi là khả thi đó, nhưng mà tại sao riêng cái cổ phiếu MSN của doanh nghiệp này thì lại không được giao dịch tích cực như vậy? Tôi nghĩ là do là thứ nhất là thị giá cũng tương đối lớn, khoảng 70 mấy ngàn. Thì thứ hai là do là tôi nghĩ là Blue Chip thì đã gọi là blue chip thì giao dịch nó sẽ rất là, cái biên độ dao động nó sẽ rất là ít biến động hơn so với lại những cổ phiếu thuộc ngành dòng đầu cơ. Thành ra là Masan có thể là khớp khối lượng vài trăm ngàn một phiên thôi, không nhiều, nhưng mà nó có cái tính ổn định, và đặc biệt là thời gian sắp tới đây thì tôi nghĩ là Masan sẽ rất là tốt. Vì cái ngành họ đang đi thâu tóm hết tất cả cái để mà họ xây dựng một cái chuỗi hoàn thiện từ chế biến thực phẩm, rồi ngành hàng tiêu dùng, rồi một số cái ngành hàng về nông trại. Vâng, như vậy thì chắc là có lẽ là cái việc giảm giá của cổ phiếu MSN thì cũng là chỉ là một cái việc giao dịch bình thường, và là
bởi vì các nhà đầu tư cũng chốt lời trong một cái nhịp điều chỉnh của thị trường cho nên là dẫn đến kết quả như vậy. Vâng, và cảm ơn anh Đức rất nhiều về ý kiến phân tích rồi. Thưa quý vị vừa được tham khảo ý kiến phân tích của anh Ngô Anh Đức đến từ công ty chứng khoán Hoàng Gia. Những thông tin quan trọng nhất sẽ được chúng tôi tóm tắt lại ngay sau đây. Sáng ngày 12 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Philip Hammond đang có chuyến thăm Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Anh đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam trong các lĩnh vực mà Anh có thế mạnh như tài chính, ngân hàng, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo hiểm, khoa học công nghệ, v.v. Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Anh ông Philip Hammond cho rằng với thế mạnh về tài chính, công nghệ, Vương quốc Anh có thể trở thành nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam thông qua những hoạt động hợp tác hướng đến việc hỗ trợ chuyển đổi từ một nền kinh tế sản xuất kinh doanh sang nền kinh tế tri thức, chất lượng cao, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Theo báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương công bố sáng ngày 11 tháng 4, Ngân hàng Thế giới World Bank đã dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2016 ở mức 6,5%. Tuy nhiên, ngay sau đó thì World Bank đã đính chính lại dự báo này và hạ mức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam xuống còn 6,2%. Hôm nay ngày 12 tháng 4, trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước, Quốc hội đã thông qua mục tiêu thu nhập đầu người trong 5 năm tới. Theo đó, vào năm 2020, thu nhập bình quân của người Việt sẽ tăng gấp rưỡi so với hiện nay. Để đạt được các chỉ tiêu này, nghị quyết đưa ra các giải pháp cụ thể. Đầu tiên là tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ cần được thực hiện linh hoạt, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, phấn đấu kiểm soát lạm phát dưới 4% các năm đầu kỳ và 3% vào năm 2020. Lãi suất phải được điều hành linh hoạt theo diễn biến lạm phát, tỷ giá theo tín hiệu thị trường và tăng dự trữ ngoại hối nhà nước. Hy Lạp đã hoàn tất thương vụ bán cảng Piraeus cho tập đoàn vận tải biển Trung Hoa Costco. Việc chào bán cảng hành khách lớn nhất châu Âu Piraeus đã được chính quyền cánh tả của Thủ tướng Alexis Tsipras trì hoãn khi thắng cử vào tháng 1 năm 2015. Nhưng vụ việc được nối lại vào tháng 8 năm 2015 sau khi Hy Lạp thỏa thuận nhận gói cứu trợ tài chính trị giá 86 tỷ euro từ các chủ nợ Eurozone. Tuy nhiên, công nhân tại cảng Piraeus đã đình công và tuần hành vào hôm thứ Sáu để phản đối thương vụ này do lo sợ việc làm này sẽ bị đe dọa. Những vụ đụng độ lẻ tẻ giữa người biểu tình và cảnh sát đã diễn ra khiến cho cảnh sát Hy Lạp phải dùng tới hơi cay để giải tán đám đông. Hàng chục ngàn lao động ngành thép tại Đức đã xuống đường biểu tình trong ngày 11 tháng 4 vừa qua nhằm yêu cầu chính phủ có những động thái cứng rắn trước tình cảnh thép nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc khiến cho tương lai của lao động nội địa bị lung lay. Ngành thép tại Đức hiện đang nuôi sống khoảng 87.000 lao động trực tiếp, trong khi nếu tính cả những ngành sản xuất hoặc dịch vụ có liên quan thì ngành này đang mang đến công ăn việc làm cho 3,5 triệu người. Đức và các nước châu Âu đang đối mặt với một kịch bản chung là tình trạng thừa nguồn cung thép toàn cầu do lượng lớn thép giá rẻ từ Trung Quốc đang chiếm đến một nửa sản lượng thép thô của thế giới. Thưa quý vị, những thông tin tóm tắt vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay và mời quý vị tiếp tục theo dõi trang web của FBNC tại địa chỉ www.fbnc.vn để có thêm nhiều thông tin cũng như các chương trình khác trên kênh FBNC. Bây giờ Tú Trinh xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin khác.